giường của Ronaldo được đấu giá. Một khách sạn ở Ljubljana, Slovenia, bán đấu giá chiếc giường Cristiano Ronaldo nằm khi đến thi đấu cùng tuyển Bồ Đào Nha tháng trước. Khách sạn Grand Plaza công bố giá khởi điểm cho chiếc giường từng được Ronaldo nằm ở mức hơn 5.000 đô la Mỹ. Khách sạn kể trên là nơi tuyển Bồ Đào Nha đóng quân chuẩn bị cho trận giao hữu với Slovenia hôm 27 tháng 3, nơi Ronaldo ra sân từ đầu nhưng cùng các đồng đội để thua chủ nhà 0-2. Người phát ngôn của Grand Plaza cho biết việc đấu giá chiếc giường kể trên nhằm mục đích từ thiện. Chúng tôi không biết khi nào mới có cơ hội tiếp đón Ronaldo ở Slovenia một lần nữa, giám đốc truyền thông của Grand Plaza nói. Thời gian gần đây, những vật dụng có liên quan đến Lionel Messi hay Ronaldo luôn được các nhà sưu tập và người hâm mộ săn lùng. Hồi tháng 1, 6 chiếc áo đấu của danh thủ Messi mặc trong các trận thắng của đội tuyển Argentina tại World Cup 2022 được bán với giá 7,8 triệu đô la Mỹ, con số kỷ lục trong lịch sử. Hồi đầu năm, chiếc áo đấu Anas có chữ ký của Ronaldo cũng được bán đấu giá công khai với con số cuối cùng lên tới 125.000 đô la Mỹ. Chân sút người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn đầu năm khá ấn tượng cùng câu lạc bộ chủ quản. Rạng sáng ngày 3 tháng 4, Ronaldo tỏa sáng với 3 bàn, một kiến tạo trong trận thắng 8-0 của Anas trước Abha ở vòng 26 SPL. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2010-11, CR7 đá phạt thành bàn 2 lần trong một trận. Theo huấn luyện viên Luis Castro, thủ quân Cristiano Ronaldo thúc đẩy các cầu thủ Anas chơi thứ bóng đá hoàn hảo sau trận thắng Abha 8-0 ở Saudi Pro League. Ronaldo luôn trình diễn ở đẳng cấp vốn có, bất chấp tình thế của đội bóng ra sao, Castro nói sau trận tối ngày 2 tháng 4. Cậu ấy có lợi thế ở các tình huống cố định và với khả năng dứt điểm luôn chính xác. Ronaldo là hình mẫu cho bất cứ ai và cậu ấy đang giúp đội làm quen với thứ bóng đá hoàn hảo.